Tụi bay quen sao quen nha, chứ mà có bầu trước là cô không có đứa dâu đâu á. Dâu mà nó lanh quá, nó hiếp con mình. Em cũng thấy là mẹ khó chịu, cực kỳ khó tính. Con dâu cô chả có làm gì hết á. Cứ về là 3 tháng bầu đụng ngán, 5, 6 tháng cứ ăn vô ối ra, ăn vô ối ngày 3, 4 tháng sau sanh là cô sắp toàn bộ anh, không có thiếu cái gì hết. Chứ không biết cái gì nữa. Em làm dụng quá thì mẹ kêu thôi để đó mẹ làm luôn cho, đừng làm nữa. Cái gì của mẹ làm hết. Con cái là bà làm tất hết, đi mẫu giáo, đi học, quần áo, ăn uống, nấu nướng gì bà tất hết. Cô vất vả dữ lắm, có con dâu mà không có nhờ được cái gì. Thậm chí tới bữa cơm ăn hả, con cái nó tiêu tiệm cái coi như là hình dung là không có cái chuyện gì xảy ra. Ủa vậy ai làm dâu ai ta? Không, mấy mốt con đừng làm nữa được không? Tại sao? Tại vì con làm mẹ đi dọn lại mệt hơn. Khi nó lao ở nhà ấy, nó mẹ ơi đi về làm dâu mà hôi cái nhà nó không biết lao làm sao cho sạch. Có thể tưởng tượng nổi là có câu chuyện thế này phải không? Tôi là Nguyễn Thị Út, năm nay là 63 tuổi. Ở xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Tôi là chỉ nội trợ cho gia đình Có bao giờ cô lên truyền hình lần nào chưa? Chưa. Giờ cảm giác thấy sao? Thấy bình thường. Dễ thương ha. Rồi, chào đón cô đến tham gia chương trình. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Chào MC, chào khán giả trường quay. Em tên là Lê Thị Diễm Hằng. Năm nay em 29 tuổi, em đến từ Minh Hưng, Thành Phước. Em làm dâu mẹ được 6 năm rồi. Em có hai cháu rồi, bé 6 tuổi với lại một bé 3 tuổi. Cô, cái ngày đầu tiên mà con dâu của mình gặp cô đó, thì cô có ấn tượng gì cô gái này không? Con trai bảo là mẹ ở nhà mẹ chuẩn bị một món ăn để tối con dẫn bạn bè con về chơi. Ăn xong rồi nói vui vẻ. Cô mới nói tụi bay quen sao quen nha, chứ mà có bầu trước là cô không có đứa dâu đâu á. Xong cái mấy bạn nói cô ơi, thời buổi giờ phải thử trước chứ còn không thử về không có con làm sao cô. Thì cháu Hằng về là lần đầu tiên thì mình thấy nó lanh quá đi, lanh so với con trai mình. Dâu mà nó lanh quá, nó hiếp con mình. Cỡ 6-7 tháng á, về nhà là cô trai con làm gà cho ăn. Mới nói làm gà ăn để bồi dưỡng em bé. Đó, cái mình nói nghĩ nó chơi thôi. Xong cái là chồng của cô mới nói bà xem lại đó, chứ tôi thấy khác rồi đấy. Cái cô mới điện con ơi, mẹ nghe Dũng nó nói làm gà ăn bồi dưỡng em bé rồi con có bầu không mà Dũng nói vậy. Ngập ngừng nó không nói gì hết. Cái ăn hơi nó nói mẹ ơi con có bầu rồi. Cái xong mình cái nói thôi con lỡ có bầu thì về con nói ba mẹ con đi, thật sự đi để cô chú qua cứ hỏi. Còn đối với chị ấn tượng điều gì ở mẹ khi mà lần đầu tiên gặp? Dạ lần đầu tiên về gặp mẹ thì mẹ không có cho làm gì hết á. Dạng về ví dụ mình ăn thì mình phải biết là ăn xong rồi mình phải dọn dẹp chung mẹ, thì mẹ không cho. Em cũng thấy là mẹ khó chịu, cực kỳ khó tính. Bắt đầu về làm dâu, bắt đầu là có bầu rồi. Vậy thì cơm nước trong nhà, lo lắng trong nhà có làm được không cô? Con dâu cô chả có làm gì hết á. Cứ về là 3 tháng bầu đụng ngán, 5, 6 tháng cứ ăn vô ối ra, ăn vô ối ngày 3, 4 tháng sau sanh là cô sắp toàn bộ, anh không có thiếu cái gì hết. Chứ không biết cái gì nữa. Rồi sanh đứa con đứa thứ nhất cái giữ con mà nuôi con cũng không khéo. Mình này bà già hồi xưa đáng lẽ không khéo là đúng rồi, mà tuổi trẻ giờ đáng lẽ nó khéo hơn mình. Mình dụng về mà sanh mổ là có nghĩa là mình bồng bế vệ sinh cả mẹ lẫn con, thức ngủ chung với con, thai tả nó cũng làm. Mẹ chồng làm thì chồng làm chả làm. Em làm dụng quá thì mẹ kêu thôi để đó mẹ làm luôn cho, đừng làm nữa. Nói chung là mình lo hết. Sáng có nghĩa là người sáng nó xách bụng trang điểm thân nó là nó xách đi, rồi tối về là 7 giờ tối về là mình xong hết rồi. Mờ mờ vậy là nội quét cái sân xung quanh rồi gà chó heo vịt định tùm lum dơ, rồi nấu nướng đủ thứ chứ đâu phải như dân nhà thành phố đâu. Vậy trễ rồi trời trưa trời trật rồi nhà cửa tôi vô tôi quở chết. Mình thì dân thì nông thì sáng là lo nấu nướng ăn miếng rồi đi dắt cuốc ra vườn vậy cỏ cuốc đất này kia chứ làm sao mà nấu. Nó thời ngủ. Gian đó không có nấu luôn. Bố mẹ đi làm nông á nên là 6 giờ mấy thì bố mẹ phải ăn, thì 5 giờ là mẹ đã dậy mẹ nấu hết rồi. Còn em thì 6 giờ mấy em mới dậy. Thì mình dậy đi suốt 6:30 khỏe. Tại vì cô có hai thằng trai thôi, không có con gái. Cô nói con sự nó con à, con làm không làm con phải dậy. Bởi vì bố mẹ là mờ mờ đất là ra lô rồi này kia làm mà về tới nhà đó đáng lẽ nó sạch sẽ hết mà về nhà con còn nằm giường. Chứ để nhiều khi mẹ không cảm nhưng còn bố nữa. Những cái ngày mình nghỉ á chị? Em có ngày nghỉ chị? Không có ngày nghỉ.
Còn những cái dịp lễ Tết hay là vẫn phải làm hết luôn. Mẹ đã nói mấy lần vậy thì em có dạ có chứ à, em cũng có dậy sớm nhưng mà tại em nấu ăn không có được ngon á nên là thôi mẹ để mẹ nói rồi. Bây giờ cái gì của mẹ làm hết, con cái là bà làm tất hết, đi mẫu giáo, đi học, quần áo, ăn uống, nấu nướng gì bà tất hết. Bây giờ đó là cháu lại kinh doanh quán nhậu hơn 2 tháng nay, có nghĩa là 2 tháng nay là cô mới ăn được một bữa cơm trưa với con dâu thôi. Anh nói đi tới 2-3 giờ đêm nó mới về. Sớm nhất là 1 giờ đêm thì bà cháu phải ngủ rồi. Ban đầu thì ngủ chung một nhà, nó mình thức tới đó nó kêu cửa cái mất ngủ. Thôi giờ cho ngủ riêng phòng, nó tự phòng của mày, mày mở vô mày ngủ, mày chui ra vô kệ mày, còn bà cháu tao ngủ đây. Vậy cho nó yên phận. Nó giờ sáng là đưa cháu, hai đứa cháu đi học mẫu giáo, cái nó ra kêu ba mẹ con chào ba mẹ con đi học là xong rồi đó. Rồi vô phòng ngủ nó đó, rồi đi tới phi nó về rồi nó chui ngủ đâu gặp bà cháu nữa. Coi như em giao chuyện nó cho mẹ luôn á hả? Mà tại vì em không có thời gian mà cũng thương mẹ chứ. Mà giờ chỉ có việc của em là giờ chỉ nghe mẹ nói là mẹ thèm cái gì thôi, là em sẽ mua về cho mẹ cái đó, hoặc là mẹ thích cái gì thì em sẽ làm cái đó thôi. Cái mà thời gian mở bên cạnh mẹ ăn cơm gia đình là tụi em không có. Vì sáng em còn cái shop nữa, khoảng 3-4 giờ chiều thì em phải canh lên trên quán nhậu em mới mở trên kia nữa. Mẹ em được cái gì á, được cái la dữ lắm. Nhưng em có nghe không? Dạ có nghe. Rồi cái ví dụ em sai thì em xin lỗi mẹ, hoặc là có đôi khi mẹ la em lớn quá đó, mẹ cũng thấy là mẹ la vậy là tội em, cái mẹ cũng quay qua mẹ cũng xin lỗi. Hoặc là em nói những cái câu mà làm lỡ miệng thôi thì mẹ cảm thấy tổn thương, tại mẹ lớn tuổi, mẹ tuổi thân, cái mẹ la em cái mẹ khóc luôn. Lúc này mấy nấy lắm luôn. Nhưng mà cái em cái tôi của em nó cũng lớn quá. Lớn quá. Cái em cũng không có xuống nước luôn. Trời ơi. Hai mẹ con mình hợp nhau điều gì? Em mà đi đâu về mà bị bạn em mà không tốt với em á thì em tâm sự với mẹ em thì mẹ sẽ làm theo em nhá. Vậy như mẹ đồng tình với em thì mẹ nói luôn người ta. Mà mẹ không biết là người đó đúng hay sai với em, mẹ không cần biết, mẹ không quan tâm, mẹ chỉ cần biết là em đúng là được. Nghĩa là mẹ sẽ bênh em bất chấp, bên với mọi hình thức, kể cả con ruột mẹ cũng bên em luôn. La nhưng mà vẫn thương phải không cô hả? La thì la chứ mình thương sao không thương, cô thì thương lắm. Cô vất vả dữ lắm, có con dâu mà không có nhờ được cái gì. Thậm chí tới bữa cơm ăn hả, con cái nó tiêu tiện cái coi như là hình luôn, mà không có cái chuyện gì xảy ra. Mình thử để coi nó sao. Đang ăn cơm mẹ chồng nàng dâu con cái cháu chích ăn vậy, đáng lẽ nó đi tiêu tiện à, mình đứng lên mình đi vệ sinh con đi cái này không, tự nhiên ngồi đó bình thường. Thế là có lần thì cô cũng đi làm, mà có bữa thì cô cũng thử, xong có bữa đó cô để cái nó đi làm cái nó ủa nó ói quá trời luôn. Trời ơi bây giờ con của mày mà mày còn vậy, mai mốt mà mẹ già yếu rồi sao. Nó trả lời tới đó là hai. Cô nghĩ nè, bây giờ mình già mình hết lực về dâu về con, để sau khi 100 tuổi già mình rủi mình nằm á chỗ rồi có cái bề gì để con chăm sóc mình, có cái ấn tượng mình chăm sóc nó tình thương vậy. Mà nó đi tới đó rồi hai. Tới đó hay kỳ lạ ta. Mẹ mà con đi vệ sinh mà sợ dơ không sợ? Dạ không phải sợ, nhưng mà tại vì em vậy không quen, nói chung là gặp dạ. Là muốn ói vậy đó đúng không? Dạ đúng rồi. Chưa làm là nó ói mửa tùm lum hết rồi. Nói tóm lại nè, cô gái này rất là vô tư thôi. Thật sự rất thương mẹ chồng, nhưng mà không có, tức là vô tư nghĩ là thôi mẹ mình mà ai đâu thì cũng nói đôi khi cũng vui vui, nhưng có những điều đó đôi khi nó giữ trong lòng mẹ chồng đến lúc nào đó đó tổn thương dữ lắm. Thì cô nghĩ vậy nè, bây giờ cô mong muốn là cô có sức khỏe, không có bệnh đau gì hết, để cô phục vụ cho con với cháu, để cho hai chồng nó yên tâm mà đi kinh doanh bên ngoài để kiếm tiền lúc tuổi trẻ. Chứ còn như già thì làm sao mà làm ra tiền nữa. Mà cô thì cô nghĩ cô đảm đang việc nhà, có nghĩa là cô đẻ con muộn đi nuôi con mọn vậy đó, y vậy không khác tí nào hết đó. Ủa vậy ai làm dâu ai ta? Nói chung là đi giỏi là kinh doanh ngoài xã hội thôi, chứ còn về nhà là cô không chấp được cái gì đó. Nó bề bộn lắm, nó dụng về lắm, ăn cái nó thải xuống đó. Thậm chí cái chén ăn cơm mà nó đi bán cái nó về cái nấu sẵn hết rồi. Nhiều khi nấu có bữa nào món ngon ngon đấy, con coi tranh thủ về ăn, có bữa thì về có bữa không ăn, cái múc miếng cơm ăn quẹt quẹt cái chỗ rửa chén, cái thau nước cũng không bỏ. Mà giả sử có bỏ vô thau cũng chả dặn nước vô mà ngâm nữa. Nó trời ơi, con lớn rồi mà con còn hơn con nít nữa. Cái ăn cái uống mà con cũng để cho mẹ làm hết. Mà mình nói chung là cái gì con giờ mẹ nói con á thì con tự ái, nhưng con cứ thấy mẹ làm sao con làm vậy. Cuối cùng là mẹ chỉ phiên con vậy. Khi sáng cũng thấy mẹ lu bu thì cũng, mà mẹ cũng đâu có cho làm gì. Tại mẹ đã chưa có ngăn nắp á.
Không, bây giờ em đâu có thời gian ở nhà đâu, bừa bộn nữa chị. Dù có nhiều lần em cũng nói là với bản thân em là hay là mình hẹn giờ đi, mình dậy sớm phụ mẹ một bữa. Đúng rồi. Hoặc là đưa con đi học đi. Xong rồi cái lúc mà em hẹn giờ em dậy thì mẹ lại nói với con là thôi để cho mẹ con ngủ đi. Rồi là em nói với bé lớn em á, để mẹ dậy mẹ đưa con đi học. Cái bé em nói thôi mẹ ơi mẹ mệt mẹ ngủ đi, mẹ con muốn đi với bà nội hơn. Anh nghĩ rằng cần một ngày làm dâu thử có, xem. Có lần em cũng thử. Em cũng thử dậy sớm, em làm xong hết. Xong rồi anh hiểu cảm giác lúc mà em làm xong hết việc rồi, em cũng xong rồi dọn cơm cho mẹ xong, thì mẹ lại nói với em mà không mấy mốt con đừng làm nữa được không? Tại sao? Tại vì con làm mẹ đi dọn lại mệt hơn. Khi nó lao cái nhà ấy, nó mẹ ơi đi về làm dâu mà hôi cái nhà nó không biết lao làm sao cho sạch. Có thể tưởng tượng nổi là có câu chuyện thế này phải không? Sau câu chuyện này mình có vấn đề thay đổi nào đó. Nhưng mà anh muốn nghe cái ý kiến của chồng em coi sao nha. Dạ, xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hôm nay em rất bất ngờ khi biết mẹ em và vợ em được lên chương trình. Thì hôm qua chương trình em cũng có đôi lời muốn nhắn nhủ là mẹ ơi, trong cuộc sống này con có hai người phụ nữ quan trọng nhất, đó là mẹ và vợ con. Thì con biết tính vợ con còn trẻ con, thì đôi khi có những lời nói, những hành động thì làm cho mẹ không được vui. Con cũng mong mẹ hãy bỏ qua cho cô ấy và hãy chỉ bảo, dạy dỗ cô ấy nhiều hơn. Thì con mong muốn một điều là mẹ hãy ăn uống nhiều vô, có sức khỏe, sống đời bên con. Còn vợ ơi, mẹ thì lúc nào cũng thương vợ, nhưng mà tính vợ còn bồng bột thì chồng mong vợ hãy sửa đổi, hãy dành cho mình một ít thời gian để quan tâm đến sức khỏe và gia đình nhiều hơn. Chồng lúc nào cũng yêu vợ, vợ là số 1. Thấy chồng nói sao, nói xong em nghĩ sao em? Thì lúc nào chồng em cũng nói với em là mẹ không có sống được với mình bao lâu hết á. Mẹ thương mình nhiều quá rồi, thì giờ vợ cứ mẹ la thì vợ cứ nghe đi, mà mẹ la đúng chứ mẹ đâu lo sai đâu. Thì em cảm thấy là chồng em cũng nói đúng. Thì em cố gắng đi tìm những cái thứ mà mẹ thích thì em bù đắp lại cho mẹ. Thì giờ với em mẹ cũng là người quan trọng nhất rồi, hơn cả mẹ ruột em nữa, tại mẹ ruột em ít gần em lắm. Gần cả chục người đàn ông bao giờ cũng vậy, vợ luôn luôn là số 1. Ủa vậy mẹ số mấy? Đúng không mọi người? Đúng không? Anh nghĩ rằng câu chuyện bài học rất nhiều nàng dâu. Em có mong muốn nói điều gì với mẹ? Quan trọng là em nói với mẹ thôi. Điều mà con muốn nói với mẹ là chồng con nói con là số 1, nhưng mà với con mẹ là số 1. Đúng. Điều mà con lo lắng nhất bây giờ là cái tuổi của mẹ. Nói đi em, ôm mẹ chặt vào nào. Con sợ là mẹ càng ngày càng lớn tuổi, mẹ càng xa tụi con. Điều đó là điều con sợ nhất bây giờ. Con nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm luôn. Mong là con dâu nó đổi ý một tí, chứ nó ỷ lại mẹ quá, mẹ thương nó ỷ lại quá đi. Mà cô tánh cô hay làm lắm, cô không ở không tí nào hết. Cháu nó ngủ là mình đi làm việc nhà xong rồi ra vườn xung quanh nó cuốc đất là cỏ, trồng rau, rau sạch cho cháu nó ăn. Dạ. Thay đổi khi còn kịp, thay đổi để có thể hạnh phúc hơn em nhé. Rồi, một kỷ niệm dành cho gia đình.